Em chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác cái cây lan kiếm Mai Ngọc. Là một trong những cây lan kiếm gọi là kiếm tiên vũ. Cánh bầu rất là đẹp. Cây Mai Ngọc này các bác nhìn từ xa nó nở cả chuỗi này. Cả chuỗi cần nó khá là dài, cần hoa dài khoảng tầm độ 90cm đến 1m, 8-9-10 đến 1m các bác nhá. Thì nó phụ thuộc vào là cái việc mà mình chăm sóc những cái cây khỏe thì nó cần hoa sẽ dài. Và mình chăm sóc yếu, kém thì là cần hoa nó sẽ ngắn. Được cái là cái cây Mai Ngọc này là nó là cái cây mà cánh bầu và gần như bông nào cánh cũng rất là bầu tròn, từ bông trên cùng đến bông ở cuối các bác. Từ bông nở đầu tiên đến những cái bông mà cuối cùng nở cuối cùng. Những cái bông ở dưới này, những cái bông cuối cùng này thì cánh cũng rất là bầu các bác. Cánh rất bầu và màu rất là đẹp. Cánh bầu. Đấy, đây các bác xem những cái bông hoa cánh rất là bầu và đẹp. Cánh bầu tròn. Bản thân cái cây này nó cũng là cây đẹp, nhưng có cái là hoa nó chia nó hơi kém thôi. Chứ còn khá là dày, tương đối dày, cánh nó bầu tròn. Cánh tròn dạng cánh tròn rất là đẹp quá. Cái này môi hoa nó lại màu tím đỏ, cũng khá tươi, cũng khá là đẹp. Thì nó là dòng cây mắm, thì mắm thì nó có nhiều cấp độ khác nhau. Nó có cây nọ cây kia các bác. Nhưng cây này thì như cái cây Mai Ngọc này thì em thấy là nó ở cái tầm độ 1 triệu một thân bình quân. Gọi là một thân tơ thường 1 triệu thì là hợp lý. Tại vì nó cũng không có quá đặc sắc nhiều. Đấy, so ở thời điểm hiện tại. Chứ dạo trước thì nó cũng hơi đắt quá. Nếu mà tầm 5 triệu cây này thì em nghĩ là hơi cao. Thì bản thân em thì em thấy là những cây nào nó hợp lý, thời điểm hợp lý và hoa đẹp mình chơi được thì em sưu tầm, em chia sẻ các bác những cái cây giống mà nó đã nở hoa rồi. Còn như cái cây Mai Hoa Tiên Vũ thì bên em không có. Đấy. Thì cây đấy thì nó lại giá trị nó khác hơn cây này. Nhưng cây Mai Ngọc này nó cũng là cái cây cánh rất là đẹp. Cái này thì ngày trước ấy thì là do là nở khu người ta chụp nên là cánh nó nhìn giống cánh mai. Nhưng đây là nở hết cả cần. Cánh vẫn rất bầu đẹp và chia hoa khá dày các bác. Cái này thì được cái là thân thủ nó cũng to các bác nhé. Thân thủ nó cũng dạng thân thủ to. Lá của nó đây là có những cái lá dài khoảng tầm 80cm, 80-90cm, có thể là 1m. Thì nó tỉ lệ thuận với cái lá, cần hoa. Thì lá rất thường thì em cũng nói là lá dài bao nhiêu, hoa dài bao nhiêu. Lá càng dài, hoa càng dài, lá ngắn, hoa ngắn các bác. Thì đa phần nó như thế. Cái này thì lá của nó cũng to khoảng tầm độ, những cái lá to của nó đạt khoảng tầm độ 5cm các bác nhé. Khoảng tầm 5cm. Đấy, còn bình thường thì nó những cây nhỏ hơn thì nó khoảng 4cm. Có thể to hơn 5cm, nhưng bình quân nó cũng được khoảng tầm 5cm. Nó là cây thân thủ to các bác. Thân thủ to. Những cái cây mắm như thế này thì là thân mầm của nó đều là màu tím các bác. Đấy, được cái là mầm rất là to, khỏe. Thân củ to khỏe. Mầm nó tím có nghĩa là những cái cây mắm như thế này đầu lá của nó là màu tím. Đây những cái đầu lá này các bác. Đầu lá này màu tím này. Nó sẽ có đầu lá màu tím. Đấy, còn những cái cây mà va semi anba thì là nó là xanh sạch. Đấy, còn riêng cây mắm thì là cần hoa tím, cần hoa nâu này. Cần hoa nâu thì là cái đầu lá của nó cũng là màu nâu. Đấy, thì nó thường thuận, tỉ lệ thuận mà. Tất cả những cái đầu lá đều màu nâu hết các bác nhá. Màu nâu tím. Đấy, thì cần hoa nó sẽ là màu nâu tím. Còn những cái cây mà thân mầm xanh sạch thì đa phần là cần hoa nó xanh sạch. Đa phần thôi. Đương nhiên là nó cũng có những cái tỷ lệ khác. Nó cũng có những cái cây mà thân mầm xanh sạch nhưng mà hoa thì nó không được là đột biến. Thì nó tùy cây các bác. Như cây mắm này thì thân lá khá dựng, cây to, thân lá to các bác. Thân lá dựng, củ to, củ tròn, căng mọng. Cây này thì nó không giống xanh Huế và nó cũng không có nét giống Phan Trí. Nó có nét cây này nó có nét thì thân củ của nó thì giống bảo lan này. Cái hình dáng củ của nó giống cái bảo lan. Lá này của nó thì lá xoài ngang bình thường như cây Huế xưa ấy. Đấy, cái này nó cũng thể gọi là giống cây Huế xưa được. Thân lá khá giống cây Huế xưa. Đấy, bởi vì thân mầm nó cũng có màu tím các bác. Đấy, lá nó to, rực đẹp. Huế xưa lá nó xòe ngang hơn. Cây này thì cái độ xòe của cái lá này nó ít hơn. Độ xòe ngang ấy. Xòe ngang ít, nó rực nhiều. Rực hơn là cây Huế xưa. Huế xưa thì nó xòe ngang. Xòe ngang ra các bác. Thì cái hoa của nó thì cũng chia hoa cũng khá là dày. Và dài, cần hoa dài. Nhưng mà nó không thể dày bằng cây Mai Hoa Tiên Vũ được. Cây Mai Hoa Tiên Vũ nó dày rất nhiều. Nhưng được cái là cây này là cây Mai Ngọc này, nó cũng là cây cánh bầu rất là đẹp. Các bác cùng ngắm những cái bông
như cái bông, từ bông dưới lên nhé, cánh nó rất là bầu, cánh rất là bầu to. Đấy, bầu tròn, bầu tròn từ bông đầu đến bông cuối, giữ form rất là đẹp, màu sắc bắt mắt các bạn. Đấy, những cái bông như thế này ở giữa cần mà nó cũng màu và khuôn cánh nó giữ khuôn như này, nó không bị quăn cánh, nó không bị quăn vỏ đỗ ấy. Nó không bị vặn vỏ đỗ thì là nó giữ được khuôn cánh này thì rất là đẹp. Những cái bông nở trên đầu có những cái bông nó tàn rồi hoặc là gần tàn, đây các bác thấy đây. Đấy, còn cái bông này nó gần tàn này, cánh nó rất là phẳng, cánh nó rất to. Đấy, cánh nó đã bị xém cánh. Đấy, nở do nở lâu ngày nhưng cánh nó rất là to và cứng và phẳng chứ nó không bị quăn vặn vỏ đỗ, thế nên là mình nhìn khuôn bông nó rất là to cân đối các bác. Thì cái cây mai ngọc này thì nó cũng là một cây rất là đẹp, các bác xem thêm và sưu tầm giống cái cây mai ngọc thì nó cũng là cây cân đối, các bác nhìn hoa nó rất là dày đúng không, hoa dày bông, cánh bầu tròn to rất là đẹp. Thì cái cây mai ngọc này thì hôm nay em giới thiệu như vậy, các bác tham khảo thêm về những cái cây khác ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa thì mọi người sẽ có thêm nhiều về những cây khác các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.